Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp trò chơi này nha các bạn. Ở đây là trò này thì bạn biết rồi, hôm nay cũng là ngày 13 3 tháng 4 rồi đó. Trò này có những nhân vật như thế này và mình sẽ chọn để chơi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái con gì ta? Có lẽ là Goku Super Saiyan 3 hay là Beerus gì đó. Rồi ok bạn chơi ha. Ready! Cái này chơi là cái đó.